Chào mừng quý khán thính giả của Sài Gòn TV đến với chương trình Bên kia màn khói do Bích Trâm phụ trách, với phần tham dự của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, hội luận về các vấn đề kinh tế và chính trị nóng bỏng của thế giới, xen vào đó là những mẩu chuyện văn học nghệ thuật. Xin mến chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào cô Bích Trâm và quý khán giả. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, chúng ta đang kỷ niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4 1975, cho nên chương trình ngày hôm nay tất nhiên là phải nhắc đến cái biến cố, cái thời điểm rất là đau buồn này. Bích Trâm xin đề nghị là chúng ta sẽ đi từng bước một trong chương trình ngày hôm nay, để có thể, và chương trình ngày hôm nay sẽ dài hơn mọi khi, để có thể mời anh bình luận về nền kinh tế của Việt Nam trước và sau thời điểm 1975, mà kinh tế là lúc nào cũng ảnh hưởng bởi chính trị. Và từ đó chúng ta có thể đối chiếu cũng như là đúc kết và rút tỉa ra những bài học và những kinh nghiệm quý giá. Thì thưa quý vị, trước tiên thì Bích Trâm xin sơ lược cho quý vị những cột mốc thời gian quan trọng mà là bối cảnh của sự kiện 30 tháng 4. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta nhớ là sau khi bị Pháp đô hộ từ năm 1883, là cũng vào một năm Mùi, thì khi đệ nhị thế chiến kết thúc với sự tan rã của bộ máy thực dân Pháp và sự thất trận của Nhật Bản, thì Việt Nam đã có được một nền độc lập đầu tiên là vào năm 1945 với chính phủ Trần Trọng Kim. Nhưng mà cũng ngắn ngủi thôi, là vì đã bị Cộng sản lật đổ qua vụ Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8 1945. Và sau đó thì cũng vào một năm Quý Mùi là 1955, thì Việt Nam mới lại có một nền độc lập ở trên nửa lãnh thổ, và đó là đệ nhất Cộng Hòa. Và rồi 20 năm sau là biến cố 1975 mà chúng ta đang kỷ niệm. Thì như vậy, nhìn từ lịch sử thì chúng ta có miền Nam với một nền tự do non trẻ tồn tại được 20 năm trước sức ép của miền Bắc Cộng sản và khối Cộng sản quốc tế. Thì thưa kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, hình như là cái biến cố âm u ảm đạm này của dân tộc Việt Nam còn bị bao phủ dưới một làn khói kinh tế mà ít ai chú ý. Thì với cái nhìn của một chuyên gia, Bích Trâm mời anh có thể giúp đánh giá nền kinh tế của miền Nam Việt Nam trước tiên là trong giai đoạn 1955 cho đến 1975, có nghĩa là bao gồm cả đệ nhất và nền đệ nhị Cộng Hòa. Và cụ thể là anh có thể phân tích là những cái thách thức và những cái thành tựu trong giai đoạn này là những gì, thưa anh? Tôi nghĩ rằng là trong một cái chương trình mà thời lượng nó có hạn đó, dù là kỳ này đó là cô Bích Trâm đề nghị có thể là nó dài hơn mọi khi đó, thì tôi sẽ cố trình bày nó tương đối nó ngắn gọn những cái bài toán và một số thành quả kinh tế của miền Nam từ năm 1955 cho đến 1975. Và nếu mà không có nhìn ra cái thực tế đó thì có lẽ ký ức của mình nó vẫn bị che phủ bởi một cái bức màn, giống như là cái hình ảnh mà của cô đã gợi ý đấy. Thì chúng ta phải tái thiết, xây dựng một cái nền kinh tế lần đầu tiên có độc lập ngay trong thời chiến, với cái hai đợt di cư và di tản khủng khiếp đó, và các năm 1954 và 1972, trên một cái nền tảng dân chủ nó vẫn còn phôi thai. Thì tôi sẽ bắt đầu với lại cái nền kinh tế gọi là của đệ nhất Cộng Hòa đó, tức là từ sau 1954 và bắt đầu chính thức ra đời 1955 đó, với những cái nan đề mà nhiều người đã quên rồi đó. Thứ nhất là cái phân nửa lãnh thổ miền Nam của chúng ta đó, trước đây đó là một thuộc địa của Pháp và được khai thác cho cái nhu cầu của nước Pháp, với một cái lúc đó vào cái thời mà 54-55 đó thì có chừng 15 triệu dân. Và một cái bộ máy hành chính thì do nước Pháp để lại. Và đột nhiên đó, thì trong cái tình trạng bấp bênh non yếu như vậy đó, nhận được một cái đợt di cư khổng lồ lúc đó. Chúng ta nhớ là dân số lúc đó có chừng 15 triệu, gần 2 triệu người di cư từ miền Bắc vào. Thế và phải tổ chức lại một cái nền sản xuất và phân phối đó, đó. Gần như là nó đã có, nhưng mà nó không phải có cho một cái quốc gia nó độc lập. Đã vậy chỉ có vài năm sau không thôi đó, đó thì cái miền Nam lại bị cái yếu tố chiến tranh do những cái người Cộng sản gài lại, tức là cái thành phần gọi là tập kết đó, dưới cái sự lãnh đạo của cái hệ thống của miền Bắc. Thành ra sinh hoạt kinh tế rồi tất nhiên là nó gặp những cái trở ngại. Cái chuyện thứ hai đó, tôi nghĩ rằng là vậy mà trong cái hoàn cảnh đó, đó thì Việt Nam vẫn định cư được một số những cái người di cư khẩn hoa được lãnh thổ.
để đảm bảo được cuộc sống cho mọi người trong một cái nền kinh tế đang ra khỏi cái hình thái gọi là tập trung của Pháp thời ngày xưa và hồi phục sau 10 năm chiến tranh từ khoảng 1945-46 cho đến 1954-55. Thành ra nổi bật nhất thì tôi nghĩ lại rằng là nó là cái cuộc cải cách điền địa đầu tiên năm 1956 vào cái sự xuất hiện của cái nền kỹ nghệ nhẹ và một số sản phẩm tiêu dùng với lại dịch vụ. Và cái thời đó những cái người lãnh đạo về kinh tế của đất nước chúng ta đều là những người chuyên viên có khả năng, phần lớn là tốt nghiệp của những cái đại học lớn của thế giới bên ngoài, những ông Vũ Văn Thái, ông Trần Lê Quang, Hoàng Khắc Thành, đều ông thế hệ về sau một chút thì ông Phạm Minh Dưỡng, ông Dương Kính Dưỡng đều là những cái người họ giỏi hết và họ có lòng với đất nước. Không, cái điều đó chúng ta không nên quên. Thứ ba nó là ít ai chú ý vào cái đó, các cái cơ sở cộng sản đó đã bị đẩy lui. Và đến nỗi mà về sau này, đã sau 75 mình mới biết đấy, tức là họ phải phát động cái vụ đồng khởi để còn tìm cách tồn tại. Và chỉ sau khi cái nền đệ nhất Cộng Hòa đó đã bị sụp đổ thì cái hệ thống cộng sản đó nó mới có được cái sự hồi sinh và nó dẫn đến cái kết quả về sau. Và cũng ít ai biết hoặc là ít ai chú ý rằng là trong khi đó đó, đó ở trong Nam thì đang phải cố gắng làm như vậy đấy, thì ở ngoài Bắc, cộng sản miền Bắc đó, đó lại đi làm một cái điều trái ngược, những chuyện cải cách ruộng đất đẫm máu, chuyện đấu tố, chuyện cải tạo vân vân như vậy. Thì ở trong Nam đó, đó cái khác biệt lớn đó, đó là tìm cách hữu sản hóa cho người dân có được cái phương tiện sinh sống tự lập của họ, và họ làm thì họ được hưởng chứ không phải là do nhà nước trưng thu. Thành cái đó tôi cho rằng là nó là một cái khác biệt mà bây giờ nếu mà mình nói lại 40 năm đó, đó thì mình nên nhớ được cái giai đoạn đầu đó như vậy. Phải nghĩ rằng là lúc đó miền Nam mà duy trì những cái tôn chỉ hữu sản hóa, đi theo kinh tế thị trường và bắt đầu chập chững học tập để xây dựng cái nền dân chủ, nó là một cái tôn chỉ rất đáng quý, mặc dù có đầy những cái trở ngại khác ở bên ngoài, thưa cô. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa vừa chỉ ra là mặc dù đối diện với những cái thách thức xã hội như là làn sóng di cư của cả triệu đồng bào từ Bắc vào Nam, cũng như là những cái bất ổn chính trị, thế mà những cái kế sách đầu tư từ thời đệ nhất Cộng Hòa được cho là đã đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam Cộng Hòa. Bích Trâm cũng xin chia sẻ là thế hệ lớn tuổi, bậc cha mẹ của Bích Trâm vẫn nhớ và vẫn nói là mấy năm đầu của đệ nhất Cộng Hòa là ổn định, là sung túc hơn hẳn những năm 54-55, tức là cái thời mà mới di cư vào Nam đó. Bây giờ Bích Trâm mời anh có thể chuyển qua để mà nói về những cái bài toán và thành quả kinh tế của đệ nhị Cộng Hòa, tức là giai đoạn từ 1967 cho đến 1975. Thì vào thời điểm đó Bích Trâm cũng còn bé, nhưng mà cũng nhớ là những cái mặt hàng tiêu dùng mà người mình trong nước làm lấy, sản xuất lấy, như là kem đánh răng Hino hay là xe hơi La Đà Lạt chẳng hạn. Và thời đó thì thủ đô Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng mà có lẽ là chiến cuộc cũng đã bắt đầu leo thang và Hoa Kỳ cũng bắt đầu đổ quân ngày một đông kể từ 1965. Thì thưa anh, khi ấy bài toán kinh tế của miền Nam là gì và có những cái thành tựu gì là đáng nhớ? Tôi nghĩ nếu mà mình ngồi mình tổng kết lại một số những cái nan đề, những giải pháp đây, tôi cho rằng là cái nền an ninh bị đe dọa và nó gây vấn đề cho kinh tế. Vì cái quy luật nó dễ hiểu, phá hoại thì dễ, nhưng mà sản xuất, tổ chức sẽ khó. Tôi lấy thí dụ như bây giờ đó là có nửa triệu đô la làm một cái nhà máy lọc đường để sống. Cái nhà máy nó chỉ có chạy được khi nó có mấy mẫu mía đằng sau đấy, nhưng mà chỉ cần họ bắn một cái lựu đạn cháy nguyên một cái ruộng mía đó chẳng hạn đó, thì tức là cái nhà máy đó là nó coi như là nó nằm tê liệt trong 6 tháng, lại phải trồng lại. Những cái chuyện nó đơn giản như vậy lắm, nhưng mà vậy mà trong cái hoàn cảnh đó thì những cái người ở trong Nam đó vẫn cố gắng phát triển được cái nền kinh tế thị trường, và nhất là hữu sản hóa người dân. Cái đó tôi cho là nó là quan trọng. Cái một cái thách đố khác nữa đó là cái sự hiện diện của quân đội Mỹ.
bắt đầu từ 26 tháng 3 năm 1965, 2500 thủy quân lục chiến đổ bộ Đà Nẵng, sau đó là lên dần cho đến cái cao điểm khoảng chừng 1971, 500.000 người lính. Thành ra họ vào, họ có thể rằng là họ tạo ra được một cái cơ hội sinh hoạt trù phú, sầm uất, thịnh vượng hơn cho cư dân ở thành phố, nhưng mà họ gây ra những cái xáo trộn về kinh tế, thí dụ như lạm phát và xã hội rất lớn cho cả một cái đất nước. Lúc đó đó là đang phải đối phó với một cái thứ chiến tranh gọi là toàn diện. Trong cái hoàn cảnh đó, cái yếu tố thứ ba mà tôi nghĩ mình nên nhớ đó là vào thời đó, đó là miền Nam, cái nền đệ nhị Cộng Hòa vẫn hoàn tất được một cái việc cải cách ruộng đất, cái là luật mà bắt đầu khởi sự áp dụng 71, nhưng mà về sau đó là ngày 26 tháng 3 năm 1970. Và những cái áp dụng của cái chương trình lúa thần đông sau này thì chúng ta thời đó chúng ta không để ý, nhưng mà sau này mới biết rằng là cái nó là một cái bước quan trọng, nó bước đột phá cho mình đấy. Sự thật thì là với cái diện tích canh tác lúc đó tôi nghĩ vào khoảng chừng 6 triệu mẫu vuông, và trên một cái lãnh thổ bị thu hẹp rồi còn bị những cái vùng bất ổn, thì nếu mà được để yên không có chiến tranh đó, thì 6 tháng sau rồi, Việt Nam đã có thể tự túc về lúa gạo, không có phải nhập cảng nữa. Và sau đó gần một năm đó là đã có thể trở lại cái vai trò của một trong những quốc gia xuất cảng gạo đáng kể của Đông Nam Á. Và sau 1975 đó thì chính là những cái thành tựu về canh nông của miền Nam lúc đó, nó đã tạo ra những cái vấn đề cho cái chế độ mới. Khi mà áp dụng cái chuyện hợp tác hóa nông nghiệp nung na ra, đó là những cái gì mà miền Nam đã cho người dân là một cái nỗ lực khủng khiếp, tại vì nó làm cho nghĩa là ít ra cỡ chừng 1,5 triệu nông dân miền Nam đã có đất canh tác của họ và để hưởng cái thành quả gọi là làm việc lao động của họ, sau đó lại bị cướp lại. Thì cái đó tôi cho rằng là nó là một cái điều mà người cộng sản không biết, chứ họ bị rơi vào một cái bẫy của dân chủ và kinh tế thị trường của miền Nam. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là còn có nhiều cái thành tựu khác về sản xuất kỹ nghệ nhẹ và hàng tiêu thụ, và chính quyền khi ấy đó là đã khởi sự nghĩ đến cái việc giải tư, tức là tư nhân hóa một số những cái xí nghiệp quốc doanh. Lúc đó không có đông lắm, mới có 40 xí nghiệp quốc doanh mà nó không có cái tầm cỡ kinh khủng và gọi là thang ổ tham nhũng của cái chế độ cộng sản ngày hôm nay với lại những cái tập đoàn kinh tế nhà nước. Và sau cùng đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể quên được cái tình hình chiến sự. Hồi nãy tôi có nhắc đến rồi đó, với cái đợt tấn công gọi là chiến dịch Nguyễn Huệ chữ của Việt Cộng đó. Và bên ta thì nhờ có ông Phan Nha Nam đặt tên đó là mùa hè đỏ lửa chẳng hạn, nó đưa đến một cái chấn động lớn, là tại vì bao nhiêu người di cư vào trong Nam, di tản vào trong Nam, mà lúc đó là chính phủ lại lập ra một cái kế hoạch mà phát triển kinh tế khu vực Đà Nẵng và phụ cận để đón nhận những cái người đó, rồi tạo điều kiện cho họ có thể trở lại cái vai trò sản xuất một cái bình thường, để khỏi phải là trong cái hệ thống trợ cấp nữa. Mà lúc đó là những năm 72, 73, là lúc đó là tình hình nó cũng đã khá bi đát để cho miền Nam lúc đó rồi, thưa cô. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Bên Kia Màn Khói đặc biệt kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4 nơi đây, và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Chào mừng quý khán thính giả của Sài Gòn TV trở lại với chương trình Bên Kia Màn Khói kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4. Thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình thì kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã phân tích những thách thức và những thành tựu của nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 trong hoàn cảnh đất nước khói lửa. Thì thưa anh, Hoa Kỳ được cho là đã đóng một cái vai trò to lớn với nền đệ nhị Cộng Hòa qua hai việc chính. Thứ nhất là đã đổ quân vào để mà trực tiếp tham chiến tại Việt Nam kể từ năm 1965 cho đến 1973, và thời cao điểm như hồi nãy anh nhắc là có lúc lên tới nửa triệu quân lính, thì cái điều này chắc chắn là đã ảnh hưởng nặng lên nền kinh tế cũng như là xã hội của Việt Nam mà anh cũng đã đề cao ra. Thì cái điều thứ nhì đó là việc là Mỹ đã viện trợ kinh tế trong cả chục năm, nhưng mà sau cùng thì lại cắt
cả viện trợ kinh tế lẫn viện trợ quân sự, và đã khiến cho Việt Nam Cộng Hòa phải sụp đổ trước cái sự tấn công như là vũ bão của Cộng sản Bắc Việt. Mà lúc đó chúng ta biết là Cộng sản Bắc Việt thì được yểm trợ rất là dồi dào bởi khối Cộng sản quốc tế, tức là bao gồm có Liên Xô và Trung Cộng. Thì vào cái hoàn cảnh phức tạp này, những người làm kinh tế thời bấy giờ đã đối phó và đã quản trị nền kinh tế của đất nước như thế nào? Và viện trợ Mỹ nó đã giúp hay là nó đã gây ra những cái vấn đề gì thưa anh? Tôi nghĩ có thể mình sẽ có một cái chương trình riêng đó. Mình nói về cái chuyện viện trợ, cái mặt tốt, mặt xấu của nó ra làm sao. Và cái đó nó cũng là một cái bài toán có thể nó, một cái vấn đề mà có thể nó giải tỏa một số những cái chuyện khó khăn của Hoa Kỳ đã gặp, trường hợp của cái chiến dịch tại Iraq hay là Afghanistan chẳng hạn đó. Tại vì nó cũng có nó một số những cái đó, và cái đấy tôi nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của miền Nam hay của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là nền đệ nhị Cộng Hòa, nó là cái điều đóng góp quan trọng. Về đại thể đó là thì khi mà nước Mỹ tham dự can thiệp trực tiếp vào cái cuộc chiến đó, thì họ tổ chức lại cái bộ máy quân sự của đất nước chúng ta theo cái hình thái chiến tranh mà họ dự đoán rằng là nó có thể nó xảy ra, và cái đó nó là một cái sai lầm. Tại vì nó là chiến tranh toàn diện, chứ nó không có giống như là những cái lối suy nghĩ nó khá máy móc và trừu tượng của những cái người lãnh đạo cuộc chiến lúc đó trong cái chính quyền của Kennedy và nhất là chính quyền của Johnson. Cái thứ hai đó là vì chiến cuộc nó xảy ra như vậy đó, sản xuất của Việt Nam nó sa sút, thành ra phải dựa vào viện trợ của Hoa Kỳ. Và cái hệ thống viện trợ của Hoa Kỳ đó, họ có những cái bài bản, họ có những cái điều kiện khá khắt khe của một cái nền dân chủ. Và dù rằng là hành pháp của Mỹ, tức là cụ thể ra đó là Tòa Đại sứ Mỹ và cái cơ quan viện trợ Mỹ, tức là cơ quan USAID đó, quản lý cái đó cùng với chính phủ Việt Nam, nhưng mà quyết định đó, sau cùng đó và hàng năm đó, nó vẫn là do Quốc hội Hoa Kỳ. Và trong Quốc hội Hoa Kỳ đó thì có những dân biểu nghị sĩ chưa bao giờ biết được cái thế giới bên ngoài, nhất là biết được những cái khó khăn của một cái hình thái chiến tranh ở tại Việt Nam, thành họ lấy những cái quyết định nó mà lại là người quyết định cái họ quyết định chuyện đó. Tôi lấy một cái thí dụ như vậy đó, là chẳng hạn như năm nào đó mà mình tình hình của mình gọi là khá hơn một chút, thì cái bội chi ngân sách, tức là cái thiếu hụt về ngân sách nó giảm, tức là dần dần đi được đến quân bằng ngân sách, làm cái chuyện tương đối nó khó. Thì khi Quốc hội nhìn theo bảo như vậy thì tức là đã quân bình rồi, thì năm sau đó thay vì rằng là giúp đặng để có thể bung lên để vượt lên được, thì lại giảm viện trợ. Tức là họ tính toán theo những cái kiểu của người Mỹ bên này. Và cái đó nó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là khi mà họ tổ chức lại quân đội và họ đưa một số binh lính Hoa Kỳ vào đó thì người Mỹ đó họ vào trong đó họ cũng phải có tiêu dùng, họ cũng phải có tiền bạc. Thành ra họ nôm na ra là họ bán đô la của họ. Chính phủ Việt Nam đưa cho họ tiền Việt Nam để họ xài, thì cái tiền đó nó cũng là một số ngân khoản. Ngoài cái chuyện viện trợ có chừng 600, 700 triệu đô la một năm chẳng hạn đó, thì cũng có mấy trăm triệu, 400 triệu đô la cao nhất vào năm 1971. Sau đây đến năm 73, 74 thì nó chỉ còn có 100 triệu đô la, thì cái đó nó cũng đóng góp cho cái phần dự trữ ngoại tệ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do Ngân hàng Quốc gia của Việt Nam, tức Ngân hàng Trung ương quản lý đấy. Cái vấn đề đó là làm thế nào mà dung hợp được cái nhu cầu ngay từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Những cái người mà gọi là lãnh đạo về kinh tế và chuyên môn kỹ thuật của Việt Nam lúc đó và cho đến về sau này, cái thế hệ, tức là hồi nãy tôi nói đến thế hệ của thời của ông Diệm, thế hệ về sau này có những người rất giỏi, đều tốt nghiệp ở ngoại quốc, rất là có kinh nghiệm. Ông Phạm Kim Ngọc, ông Nguyễn Đức Cường, nhiều lắm, mà trong cái lĩnh vực mà chuyên môn của mình đó, họ giỏi, họ cũng tốt nghiệp ở bên Mỹ, họ cũng biết được cái sự vận hành game, nhưng mà phải ráp một cái bộ máy kinh tế của một cái đất nước trong chiến tranh với lại một cái hệ thống mà tiếp vận viện trợ của Mỹ với một số những cái điều kiện nó nhiều khi nó rắc rối lắm, đặc biệt là hai cái chương trình CIP, tức là chương trình nhập cảng Commodity Import Program, với lại một cái chương trình gọi là nông phẩm phụng sự hòa bình, tức là Mỹ thì muốn giúp nông gia Mỹ bán được ngũ cốc, mễ cốc, bông vải, gạo, sữa, ngô, đậu nành, thì bán cái đó cho Việt Nam. Và Việt Nam dùng cái đó nhập cảng cái đó bán cho người dân và lấy được là cái tiền nó cho vào cái quỹ đối giá để tài trợ cả một cái cuộc chiến tranh đó và một cái bộ máy 900.000 người lính
cộng thêm với lại công chức các thứ nó cỡ chừng hơn 1 triệu người. Và lúc đó đó là nếu 900.000 người ở trong cái tuổi thanh niên, đa số là như vậy phải đi vào chiến trường đó, thì tức là chúng ta hao hụt một cái lực lượng lao động cũng đáng kể. Hình như đấy là những cái bài toán mà nó rất là nan giải. Nhưng mà miền Nam lúc đó vẫn tương đối giải quyết được nó khá. Và chưa bao giờ nó có cái hiện tượng là lạm phát lên đến 700% giống như là về sau này mình đã thấy. Và cái nó bi thảm đó là Cộng sản càng tấn công thì nó càng đẩy Việt Nam vào cái thế mà phải lệ thuộc vào viện trợ, mặc dù những cái người lãnh đạo trong cái hệ thống kinh tế đó là từ thời chế độ của ông Diệm sang đến ông Thiệu về sau đó là đều có ý thức và muốn có được cái nền độc lập và cái nền tự chủ, tự lập và không muốn lệ thuộc vào viện trợ nữa, muốn có thể là phát triển ngoại thương để bù vào cái chuyện đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó là nó làm cho mình bị thu hẹp cái khả năng của mình lại, và cho đến khi mà vì cái lý do chính trị của nước Mỹ họ cắt cái viện trợ từ dân sự đến quân sự đó, thì nó đi đến cái kết quả mà chúng ta đều đã biết. Vâng, anh vừa mới nêu lên những cái bài toán hóc búa mà nền kinh tế của đệ nhị Cộng hòa đã phải trực diện, cụ thể là làm sao đối phó với cái vấn đề khan hiếm nhu yếu phẩm khi mà chiến sự leo thang, thì tình hình trở nên gạo châu củi quế, mà chính quyền Việt Nam lúc đó vẫn phải duy trì cái luật kinh tế thị trường, và lại còn phải dung hòa giữa những cái áp lực và những cái mâu thuẫn của cái chính sách viện trợ từ xứ cấp viện trợ, tức là Hoa Kỳ, mà là như anh vừa mới chỉ ra là Hoa Kỳ vì có tự do dân chủ cho nên những cái luật viện trợ là được kiểm soát bởi một quốc hội Mỹ. Thì anh có thể đơn cử cho một cái thí dụ cụ thể của bài toán này. Tôi lấy một cái thí dụ mà sau này đó sau 75 đó, nhiều người ở trong Nam thì mới bắt đầu mới biết, chứ còn lúc đó trước đó không biết. Cái thí dụ về vấn đề lúa gạo, hồi nãy tôi có nói rằng là nếu mà không có chiến tranh đó thì trong 6 tháng đó là Việt Nam đó là hy sức không phải nhập cảng từ 180.000 đến 200.000 tấn gạo một năm chẳng hạn đó. Nhưng mà vì chiến cuộc đó, miền Nam thiếu gạo phải nhập cảng và phải trông chờ vào viện trợ Mỹ, thí dụ như vậy đấy. Nhưng mà miền Nam cũng lại đi theo cái chế độ tự do về kinh tế và trong một cái nền móng gọi là dân chủ chính trị đang muốn xây dựng. Thế thì miền Nam lúc đó không thể nào mà ban bố cái tình trạng khẩn cấp và lập ra cái chế độ gọi là hộ khẩu tem phiếu đặng để giữ ưu tiên đó gạo đó là thí dụ như là để nuôi quân hoặc là để giao cho bộ máy công chức hoặc là thế này thế kia theo những cái tiêu chuẩn về chính trị gì khác đó chẳng hạn đó, mà cũng không có thể nào mà bắt thí dụ như gạo bốc dỡ đó, đấy là nghiệp đoàn công nhân. Và tức là cái nghiệp đoàn cũng có quyền tự do nghiệp đoàn của họ, đang không thể nào gọi là trưng thu để làm tất cả mọi thứ như trong một cái chế độ. Thí dụ dễ hiểu là chế độ Cộng sản ở miền Bắc. Hay bảo rằng bây giờ cái tiêu chuẩn đó là mỗi người đó là một năm 250 ký gạo một năm. Thí dụ như vậy đó là tính ra đổ đồng ra xong rồi thành phần này thì cho được 19 ký, thành phần kia cho 13 ký, giống như cái kiểu người Cộng sản gọi là tàn nhẫn thì sau này thực hiện. Miền Nam lúc đó không thể nào làm như vậy được, và vì vậy đó phải đối phó với khá nhiều vấn đề, và chỉ cần rằng là có giao tranh thí dụ như là gạo từ quốc lộ 4 thì miền Tây không có đi lên chẳng hạn, đó là rau cỏ Đà Lạt là không xuống, là vùng Lâm Đồng không xuống, đó là Sài Gòn lại bị náo loạn, và người dân ở Sài Gòn đó thực tế ra không ý thức được cái khó khăn của cái cuộc chiến lúc đó và cứ nghĩ rằng là nước Mỹ nó sẽ viện trợ mãi mãi lâu dài. Thành ra nó có cái sự tách rời giữa cái nhận thức của cái người dân ở thành phố với lại cái người dân ở thôn quê, là người mà gọi là đối diện với lại bài toán khan hiếm và bài toán an ninh. Và cái đó tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái vấn đề cho về mặt kinh tế cho những người quản lý kinh tế thôi. Vâng, thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện thì Bích Trâm xin tóm tắt những nhận định của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới đưa ra về kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 là một nền kinh tế thị trường trên đà phát triển nhưng lại bị tác động tiêu cực từ những bất ổn chính trị cũng như là từ cuộc nội chiến dai dẳng và những bất cập từ phía viện trợ của Hoa Kỳ nữa. Và bây giờ Bích Trâm xin mời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa có thể nói về kinh tế của Việt Nam sau thời điểm 1975, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn từ một cái khía cạnh rộng lớn và bao quát hơn
bao trùm lên chính trị. Thì thưa anh, sau khi mà miền Nam sụp đổ đó, thì nền kinh tế của đất nước gọi là thống nhất dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản, thì nền kinh tế này nó đã bao gồm những cái giai đoạn nào ạ? Tôi nghĩ một cái tóm lược có thể rằng là trong cái giai đoạn mà mấy chục năm vừa rồi đó, nó có cái giai đoạn đầu là tôi gọi là đầu nguồn của sự rút nát đó. Tức là lúc đưa ra cái khẩu hiệu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Mà xã hội chủ nghĩa đó là gì đó, đó thì chưa ai, kể cả những cái người trong cái thế giới cộng sản, từ Lenin, Marx cho đến Mao Trạch Đông, cho đến những cái người về sau ở Việt Nam đó biết cái đó nó là cái gì. Thành ra khi mà không biết là xây dựng xã hội chủ nghĩa là gì đó, đó thì phải biết trước rằng là những cái gì không phải xã hội chủ nghĩa thì phải tiêu diệt. Và lúc đó từ 1975 cho đến 1985 đó là một cái tình trạng hủy diệt. Sau đó đó là bị khủng hoảng, và lồng ở trong đó nó còn có cái việc mà từ 1979 đó là lại đem quân đi qua chiếm đóng Campuchia và gây thêm những cái khó khăn khác. Thành kinh tế nó không tăng trưởng mà mỗi một năm nó lại còn mất 5% về sản lượng nữa, thì đương nhiên là nó sa sút, cái đời sống là nó sụp đổ. Thì sau đó, đó là đến khi mà bị khủng hoảng, lúc mà lạm phát mà lên đến 700% một năm đó, thì lúc bây giờ họ phải khựng, thì họ phải thử chỗ này chỗ kia, thì lúc bây giờ họ có một cái giai đoạn họ gọi là đổi mới. Mà thực tế ra đó là họ buông cái bàn tay bóp cổ người dân để cho người dân tương đối được có tự do hơn một chút, dễ để làm hơn, ăn dễ thở hơn không thôi. Chứ họ cũng chưa biết rằng là biết thế này là sai nhưng mà thế nào là đúng, họ vẫn chưa làm, thì có mất một cỡ chừng 5 năm cho đến khi mà Liên bang Xô Viết tan rã rồi sụp đổ, và lúc ấy họ phải trông cậy vào Trung Quốc, thì lúc bây giờ họ mới có những cái kế hoạch gọi là đổi mới, thay vì để tự phát từ dưới lên thì từ trên xuống, mà học theo cái bài bản của Bắc Kinh với tất cả những cái tệ hại của Bắc Kinh. Mà bây giờ thì người ta đã nhìn thấy cái chuyện gì mà xảy ra tại Trung Quốc 1-2 năm trước thì sau đó nó đã xảy ra tại Việt Nam, thì cũng học lại cái bài bản đó thôi. Thành ra tôi nghĩ nó như này này, khi mà mình nói đến 40 năm của cái biến cố của mình đó, thì chúng ta phải hiểu được là trong vòng hơn 100 năm vừa qua, lúc mà vào đầu cô Bích Trâm có nói đến cả cái dòng lịch sử, thí dụ như là từ 1883 cho đến bây giờ, chưa bao giờ trong hơn 100 năm vừa rồi Việt Nam có được 30-40 năm không bị chiến tranh, không bị nội loạn gì cả. Đó là cái giai đoạn của Cộng sản bây giờ. Vậy mà họ có được một cái điều đó là điều không có từ thời trước khi Pháp vào cho đến khi Pháp vào chia đất nước chúng ta, rồi biết bao nhiêu những cái cuộc khởi nghĩa của các cụ của mình, xong rồi là chiến tranh, rồi thế chiến vân vân đó, chưa bao giờ chúng ta có được 30-40 năm không bị chiến tranh mà tương đối yên bình như vậy. Vậy mà họ đi đến cái kết quả thực sự ra đó là nó tệ hại, đứng hạng thứ 140 trong hơn 190 quốc gia trên thế giới kể về lợi tức chẳng hạn, thì mình thấy rằng là biết bao nhiêu khổ đau, biết bao nhiêu hy sinh, không nói công tội, không nói lai dở gì cả, mà mình nhìn đây là có 40 năm như vậy mà họ đi đến chỗ đó thì họ không biết, chứ còn nhìn ở bên ngoài đó mọi người đều biết rằng là đất nước có bị tụt hậu thì không. Vâng, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Bên Kia Màn Khói đặc biệt kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4 ở đây, và sau phần thông tin thương mại, Bích Trâm sẽ trở lại và sẽ hỏi kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về kinh nghiệm thực tế của một chuyên gia mà phải ngồi học tập về kinh tế cộng sản ra sao. Mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi. Kính chào quý khán thính giả, trở lại với chương trình Bên Kia Màn Khói kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4. Và hồi nãy trước khi vào break thì kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói về những cái giai đoạn của nền kinh tế sau 1975 mà người cộng sản gọi là thị trường, nhưng mà vẫn có cái đuôi xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là vẫn duy trì chế độ độc đảng. Thì cảm ơn anh là hồi nãy đã nhắc đến những cái mâu thuẫn về lý luận kinh tế của Cộng sản. Thì Bích Trâm được biết là sau 1975 thì Cộng sản họ đã gom, họ đã tập hợp một số những chuyên gia kinh tế, những người giáo sư
để mà cho học tập cải tạo về kinh tế của Cộng sản và Tư bản, thì anh cũng đã phải ngồi chịu trận và nghe họ giảng dạy về những cái điều đó, cùng với những doanh gia ngân hàng, những người giáo sư về kinh tế rất là lỗi lạc. Thì bây giờ ngồi đây đã gần 40 năm qua, anh nghĩ sao về những cái gì mà họ đã giảng dạy anh thời đó so với những cái gì mà họ thực hành sau cái thời điểm 1975? Tôi nghĩ rằng là lúc đó chúng tôi hình như là 175 người. Họ chọn cái viện gọi là Văn hóa Đức, Goethe Institute, hình như đường Phan Đình Phùng gì đó. Tập trung lại sau đó họ chia thành từng tổ để thảo luận. Thì cái cảm giác chung lúc đó của chúng tôi đó là kinh hoàng, ngỡ ngàng và ân hận. Ngỡ ngàng là tại vì không tưởng tượng được là mình ngu đến như vậy. Chúng tôi ngu là tại vì không đánh giá được cái dốt của họ. Và ân hận đó là vậy mà để cho họ thắng, để đất nước nó bị lầm than. Thì cái đó là những lúc mà họ giảng. Phần lớn những cái người giảng, người hướng dẫn viên đều là những cái người là thuộc về cái lý luận này, đều đã tốt nghiệp mà kinh tế chính trị học Marx Lenin hoặc là triết học Marx Lenin vân vân, những cái chuyện này lung tung của họ, nó đi ra ngoài cái đời sống về kinh tế. Họ chưa bao giờ họ quản lý một cái gì cho nó nên thân hết. Cái điều mà nó kinh khủng đó là sau đó họ chia thành từng tổ một để họ thảo luận. Thì lúc đó đó là có nhiều anh em đó đã có những cái cuộc gọi là tranh luận với họ về cái này thế kia đó. Thì tôi vẫn còn nhớ là có một cái buổi lúc mà mình nghỉ đó, đứng ra ban công ở bên ngoài đó, sau một tiếng rưỡi đồng hồ thảo luận đó, tôi bảo rằng là ở đây quý ông, mấy ông anh em mình đó, có ai chưa đọc Trưởng Kim Dung không, mà ai mà chẳng đọc. Tôi phải có nhớ là trong cái chuyện cô gái Đồ Long, tức là Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao đó là có cái đoạn mà gọi là Triệu Minh đó là đánh Độc Trược quần hào xong rồi nhốt lên trái pháp hoa, phải nhớ. Và tức là đều là những cái người bị phế bỏ võ công. Sau đó đó là cái cô Triệu Minh, tức là quận chúa của Mông Cổ đó là đem hết những cái tay giỏi võ nhất đứng ra giật võ với lại những cái người bị đặng để làm gì, để họ học. Họ học cái võ thuật của những cái người mà bề nào cũng vậy là bị phế bỏ võ công, không làm gì được họ nữa. Thế thì tôi bảo rằng lấy giờ tại sao mà hồi nãy vào mấy ông cứ ngồi ông cãi lộn với người ta làm gì? Họ muốn bắt thì họ đã bắt rồi. Thì họ muốn đây đựng để họ xem những cái đầu của mình suy nghĩ ra làm sao, thì họ ghi hết để ra ngoài kia đó là họ mới bảo à đây đám ngụy nó đưa ra những chuyện này kia, thì mình giải thích ra làm sao về chuyện đó thì đựng để họ giật võ với họ. Thì tôi nghĩ rằng là nó có cái vấn đề này, đó là họ có cái thế để họ có thể họ học cái thuật, nhưng mà họ không có cái đạo. Nếu mà mình theo cái văn hóa đời cổ đó, tức là cái căn bản nó là cái đạo trong việc cái thuật. Nhưng mà cái gốc, cái căn bản không có đó, chỉ biết cái thuật không thôi anh nhé. Và lúc đó nó lại còn lòi ra những cái sự rốt nát đến kinh hoàng của họ. Tôi không biết thời giờ mình cũng kể về, tôi kể ra vài ba chuyện. Những cái người mà về sau đều là những cái người làm lớn và có khi là gây ra những cái khủng hoảng lúc mà lạm phát lên 700% đó. Một ông thì ông làm chủ tịch của cái viện nghiên cứu về luật pháp. Thì ông đứng lên ông giảng với chúng tôi, ông bảo rằng là các anh đừng có tưởng chúng tôi không biết về tư bản chủ nghĩa. Những cái tay, những nhà tư tưởng lớn lý luận của tư bản, thí dụ như là cái ông Sái Nguyên Chân, lý luận lớn đến nỗi mà được giải Nobel. Ông viết cái cuốn sách đó là Trung ương Đảng của chúng tôi cũng đã có, chúng tôi đọc. Thì chúng tôi ngấn người ra là tại vì đấy là cái cuốn Economics của Paul Samuelson. Ông đó thì đúng là ông có được giải Nobel, nhưng mà nó là cuốn sách kinh tế nhập môn cho cử nhân năm thứ nhất, thứ nhì. Và ai học sinh nào bên Mỹ thì sinh viên nào cũng phải học hết tất cả, nhưng mà họ coi cái đó nó giống như là bửa bối, như là bí quyết cẩm nang riêng của tư bản chủ nghĩa, đến nỗi mà Trung ương Đảng cũng đã đọc rồi. Thì tức là tụi tôi ngỡ ngàng. Thì một ông khác thì nói rằng là ông đã được nước Nhật mời đi qua cái hội hợp tác xã của Nhật, khuynh hướng gọi là thân cộng của Nhật, thì mời qua và thấy cái gì thì ông bảo rằng không, chúng tôi muốn gặp các anh trước. Thì chúng tôi thành ra thay vì ra Hà Nội, chúng tôi đi vào Sài Gòn gặp các anh trước, cũng lại là một anh Việt Cộng Bắc Kỳ nói phét. Tại vì làm chó thì không có máy bay mà đi từ Tokyo mà đi về Hà Nội đâu, phải vòng Sài Gòn. Yeah. À, thế anh thấy cái gì nước Nhật là nó tối tân, nó hiện đại nhất. Tôi thấy rằng là lạ lắm. Họ đậu xe lửa của họ là đúng cái đường giày đó, là nó đã có sẵn mấy cái vạch. Bao giờ họ đậu cũng đúng vào cái đường giày đó đặng để mọi người leo lên đó. Thì chúng tôi cứ ngẩn người ra. Họ nói rằng là, và mấy anh chàng đó anh bảo rằng là nước Nhật bây giờ đó là còn phải
nhập cảng gỗ của chúng ta để xây nhà họ, chứ nhà của họ bằng gỗ mà. Khi mà ta đã giàu rồi đó, ta không bán gỗ cho họ, nó là họ không có nhà họ ở. Mà ông đó về sau làm phó thủ tướng. Và ông đó về sau đến khi mà tôi làm chuyên gia tư vấn cho các cái tổ chức quốc tế, kể cả công ty Mỹ, tôi gặp ông trở lại đó, ngồi ông bảo, anh ơi, liệu một tư bản Mỹ nó có vào không? Tôi bảo anh quên, bây giờ cách đi mười mấy năm, 20 năm anh ngồi anh còn giảng tôi kinh tế tư bản xã hội chủ nghĩa các thứ gì cơ, mà bây giờ anh hỏi tôi, đáng lẽ tôi phải hỏi anh, rồi thôi chuyện ngày xưa bỏ qua đi. Tức là họ biết, họ dần dần họ cũng hiểu ra cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ thắc mắc xem Mỹ như thế nào, họ bảo rằng là liệu mà doanh nghiệp của Nam Hàn có đáng tin không? Họ có giỏi thật không anh? Tại vì anh mới là những cái người các anh là mới tiếp xúc với họ đó. Bây giờ đó là khi họ tiếp xúc chúng ta thì hiểu có đáng tin hay không? Thí dụ như vậy đó, tức là họ lỡ ngỡ về một cái thế giới đó. Họ chưa bao giờ sống trong đời sống thật. Và họ lấy những cái quyết định mà ảnh hưởng đến cả triệu người khác. Vâng, anh vừa mới nhắc đến Nam Hàn thì thưa quý vị, nhân đây Bích Trâm xin nhắc lại một cái thông tin mà cũng gần đây thôi, đó là tập đoàn điện tử Samsung của Nam Hàn sản xuất điện thoại thông minh ở Việt Nam, và họ cần đặt những cái linh kiện nghe rất là đơn giản như là cái sạc pin hay là cái ốc vít, nhưng mà câu trả lời của doanh nghiệp nội địa của Việt Nam là chưa có thể làm được trong thời điểm hiện tại. Thì chúng ta thấy là kinh tế của Cộng sản Việt Nam hiện giờ thua những nước như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc đã đành rồi. Nhưng mà ngay cả so với những cái nước Asia, những nước Đông Nam Á mà có lợi tức trung bình thấp đó, thì Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đánh giá là cái năng suất lao động của Việt Nam là thấp hơn những cái nước đó, thấp nhất Đông Nam Á. Nghĩa là chỉ bằng có 1/5 của Mã Lai và 2/5 của Thái Lan. Trong khi đó là khả năng sáng tạo của Việt Nam thì bị Ngân hàng Phát triển Châu Á xếp hạng sau cả Lào. Thì thưa anh, lúc trước Việt Nam mình là cứ khinh khi Lào với Campuchia, ôi chúng nó rất là lạc hậu. Thế mà bây giờ xứ Campuchia của người ta sản xuất ra được xe hơi Anchor, chạy được bằng, điều khiển được bằng điện thoại thông minh. Trong khi nước Việt Nam thì ốc vít cũng làm không nổi, và cũng có tin là những công ty Nhật Bản hiện giờ họ đang kiếm đường để mà họ chạy khỏi Việt Nam qua những xứ như là Thái Lan và Campuchia. Vâng, thì phải chăng đây là thành quả của nền kinh tế gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa? Thì câu hỏi mà tôi muốn đặt ra kế tiếp cho anh là nếu như Việt Nam Cộng Hòa là bên thắng cuộc vào năm 1975 thì có người cho là kinh tế của Việt Nam bây giờ đã, nếu mà không hơn thì cũng bằng Hàn Quốc chứ không thể nào mà thua kém. Thì anh nghĩ sao về cái giả thuyết này? Tôi nghĩ cái điều đó nó không sai. Nghe mình nói một cái giả tưởng, cái chuyện nó cũng phi lý, nhưng mà nếu thí dụ như là miền Nam thắng cuộc thì tôi nghĩ ngay đến những cái đoàn tàu mà đem thực phẩm, đồ đạc ra miền Bắc. Chứ mình không thấy cái hình ảnh của gọi là chú bộ đội, tức là đi bộ vào Nam và đội đồ ra Bắc. Cái chuyện đó là mình đã nghe nói chuyện đó là hồi đầu thì mình thấy bực bội, mình thương hại, mình buồn cười, nhưng mà mình nhìn về dài thì mình thấy cái đó tội nghiệp dân tộc mình quá. Thì thực sự ra lúc đó, đó là Việt Nam, ít ra là miền Nam đó là ngang hàng với lại trường hợp của Nam Hàn và Đài Loan. Nhưng mà họ đã chuyển hóa, họ đi theo kinh tế thị trường và họ xây dựng được cái chế độ dân chủ chính trị từ những năm 87 đó. Thì đúng lúc là cái lúc mà Việt Nam xoay ra thì họ đã đi sang đến một bước khác rồi. Bây giờ đó là Việt Nam trở thành một cái nước lạc hậu làm gia công, lấy cái sức người và nhân công mà gọi là rẻ làm cái ưu điểm. Và khi mà Trung Quốc nó cũng bắt đầu nó chuyển hướng thì có thể rằng là những cái gì mà các cái doanh nghiệp quốc tế họ không làm ở trong Trung Quốc nó thì họ có thể họ đi tìm thị trường khác. Thì Việt Nam có cỡ chừng 100 triệu dân thì có một chút hy vọng. Thì đó trường hợp mà Samsung hay là Intel, những cái hãng đó họ cũng đã bắt đầu làm Việt Nam. Và cái ưu điểm của Việt Nam bây giờ thì có tương đối có một cái thế hệ trẻ biết tay nghề hơn, cỡ chừng 30 tuổi. Nhưng mà cái ý thức chính trị của họ đó nó vẫn còn thấp, họ không nhìn thấy cái sự tụt hậu của đất nước. Và nếu mà lại họ an phận cái chuyện đó thì để họ kiếm ăn đấy. Thì tôi còn luật pháp không, nữa, toàn là luật rừng không? Vâng, và cái hạ tầng cơ sở đấy nó không có. Hạ tầng cơ sở về đường xá, cầu cống và hạ tầng cơ sở về luật pháp. Tức là hệ thống luật lệ, luật và lệ ra làm sao. Và hạ tầng cơ sở về xã hội nữa. Cả một cái
hệ thống mà làm thế nào mà để làm sản xuất, rồi đến lúc đi ra bệnh xá hay là chỗ quán ăn trường học vân vân, những cái đó nó phải đi cùng đồng bộ với nhau. Thành ra tôi không có được lạc quan lắm, nhưng có một lần tôi nghĩ là có thể cái đó là cái câu chuyện cuối mà nó vẫn làm tôi suy nghĩ hoài. Năm 2007 tôi được gặp Đức Lễ La Lạt Ma. Trong cái nói chuyện về đạo pháp các thứ xong thì ngài hỏi tôi về Việt Nam, thì tôi nói rằng là đất nước chúng tôi bị nghèo quá thưa chúng con, nhưng mà tại vì tôi nói bằng tiếng Anh, nhưng mà bây giờ đó là được bung ra đó thì con chỉ sợ rằng là người dân đó là chỉ nghĩ đến miếng ăn không thôi. Họ lo giải quyết cái vấn đề bao tử của họ, và dần dần rồi họ quên những cái ý thức, những cái chí hướng lớn của một cái dân tộc lớn, thành ra cuối cùng sẽ đi làm đầy tớ cho các cái quốc gia khác không. Thì Đức Đà La Lạt Ma có nói rằng là thực sự dân tộc Việt Nam đã nhiều lúc bị nhiều tai họa lắm, và cũng có những cái sự chọn lựa nó rất tai hại, nhưng mà cái trí người Việt Nam đó tôi tin rằng là nó vẫn khá. Và cái thế hệ về sau đó họ sẽ tìm ra được cái con đường sáng của họ để họ thoát lại cái chuyện đó. Thì tôi cũng mong rằng là đấy là lời khuyên của một người gọi là có hiểu biết, không phải hiểu biết về kinh tế, nhưng mà hiểu biết về văn minh, về xã hội, về văn hóa vân vân đó. Thì tôi trông cậy vào cái đó làm cái niềm hy vọng. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái ưu tư và những trăn trở mà anh có đối với hiện tình của đất nước. Và thưa quý vị, để tổng kết thì Bích Trâm xin có những cái lời như sau, đó là miền Nam Việt Nam trước 1975 đã có được nền kinh tế thị trường trên đà phát triển, mặc dù là trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước. Và sau 75 thì người Cộng sản khi mà đòi xây dựng cái gọi là xã hội chủ nghĩa thì đã đẩy lùi đất nước. Và cái điều đáng buồn đó là Việt Nam hiện giờ là bị xếp hạng là một trong những nước mà có nhiều dân nghèo nhất tại khu vực Đông Nam Á. Và như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã chỉ ra là người dân trong nước thì họ cứ tưởng là tình hình nó đã khá hơn 20 năm hay là 40 năm về trước, nhưng mà họ không có thấy là trong cái giai đoạn đó thì những nước khác họ đã tiến nhanh gấp bội, họ đã có nền dân chủ, thì chưa biết bao giờ Việt Nam mới có thể đuổi kịp nếu như là có thoát được khỏi cái ách bắc thuộc mới của Trung Quốc, thì cũng chưa biết là bao giờ sẽ đuổi kịp những nước khác. Và chương trình sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại và sẽ có phân tích về văn học nghệ thuật Việt Nam trước 1975. Mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi. Kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV, Bích Trâm xin trở lại với quý vị với chương trình Bên Kia Màn Khói. Và sau 3 phần đầu khá nhức đầu để mà xóa tan màn khói về kinh tế rồi chính trị, chúng ta sẽ có đôi chút thư giãn với văn học và nghệ thuật qua cách nhìn của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì thưa anh, trong một chương trình mà hướng về chủ đề là kỷ niệm 40 năm sự kiện 30 tháng 4 1975, thì anh nghĩ là quý khán thính giả của chúng ta ngoài kia nên nhớ những gì riêng về lĩnh vực văn học nghệ thuật. Thì trong những cái lần trước chúng ta nói về tản mạn, về chuyện Kiều hay là về bộ môn trèo cổ, thì anh cứ quan ngại là sợ thất truyền. Thì thế còn văn học nghệ thuật của miền Nam Việt Nam từ 1954 cho đến 1975 thì liệu có sợ thất truyền hay không thưa anh? Nghĩ điều đó nó có thể nó xảy ra nếu mà chúng ta ở ngoài hải ngoại đó đã không quan tâm đến chuyện đó. Hồi nãy trong 3 phần trước chúng mình nói về kinh tế, về chính trị, mà tôi cho rằng là cái đánh giá về miền Nam từ 1954-1975 là cái di sản thực sự lớn nhất, và tôi nghĩ rằng là nó tồn tại hơn những công ty đường hay là chuyện cải cách ruộng đất hay là nhà máy xi măng. Đó chính là cái lĩnh vực văn học nghệ thuật hiểu theo ý rộng, tức là nó có cả thơ văn, thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, điêu khắc, hội họa. Là tại vì cái chuyện quan trọng nhất đó, miền Nam đó, với tất cả những cái sự bất toàn, những cái nhược điểm vân vân đó, cộng với lại chiến tranh đó, vẫn là cái nơi có tự do. Thành ra văn nghệ sĩ đó thực sự ra đó họ có tự do, họ có tự do sáng tác. Cả miền Bắc đó thì cái tự do đó không có, và nó nằm dưới một cái chế độ gọi là chỉ đạo văn nghệ về mục tiêu tuyên truyền, kể cả đàn áp tư tưởng nữa. Trong Nam nó không có. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều sáng tác đó là được viết lên không phải là do chính quyền
sai mấy cái ông nhà văn quân đội hay là nhạc sĩ trong quân đội làm cái chuyện đó, tụng thực sự đó đều là những cái gọi là nó sáng tác tự phát không thôi. Và đó đã đi những bước rất xa. Từ sau 1954 là chúng ta còn nhận di sản của Tự Lực Văn Đoàn, nhưng mà sau đó đó là đã bung ra nhiều khía cạnh nó mới hơn nhiều lắm, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều bộ môn khác nhau, và để lại những cái tác phẩm lớn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Và nói như thế này đó, đó nhiều người có thể khó chịu, nhưng mà văn học miền Bắc đó, đó về sau mới biết đánh giá cái văn học của miền Nam là cao. Và nhìn theo khía cạnh đó thì chính là miền Nam đã giải phóng miền Bắc về vấn đề tư tưởng qua cái cách cầm bút. Một cái chuyện nó quan trọng nữa đó, đó là ngay trong thời chiến, 900.000 người thanh niên trai tráng phải đi vào trong quân đội, và có nhiều nghệ sĩ trong quân đội vẫn có những tác phẩm than vãn về cái đời sống có chiến tranh. Ở ngoài Bắc đó, đó là bị dập liền, ở trong Nam cũng có lúc gọi là bị chê là nhạc phản chiến này thế kia, nhưng mà họ vẫn có sáng tác như thường. Và nó có cái xã hội ở thành phố đó, đó có thể thờ ơ với cuộc chiến, nhưng mà người nghệ sĩ đó, đó luôn luôn nhớ đến chiến sĩ, hành rất nhiều tác phẩm tình thư của lính vân vân để ca ngợi cái người lính đó. Nó có cái sự gắn bó với nhau, và cái đó nó cũng là một cái niềm an ủi lớn cho những người lính. Hành ra quan trọng nhất đó là mấy chục năm sau đó, đó ở trong nước bây giờ người ta không hát, người ta không đọc những cái tác phẩm mà đã sáng tác trong những cái giai đoạn 54-75 của họ nữa. Mà nếu mà có đó, đó họ sáng tác cái gì khác. Và phần lớn ra đó có thể nhìn thấy cái văn phong, cái cách viết, cách nhìn đó, đó nó cũng giống như cái điều mà chúng ta đã thấy ở trong Nam những năm 60-70. Và nếu mà có hát đó, đó thì họ hát nhạc gọi là nhạc vàng hay là nhạc tiền chiến vân vân đó. Tôi nhìn thấy những hình ảnh anh bộ đội mà hát lại nhạc lính của mình đang để tỏ tình với lại một cô thôn nữ là cái chuyện tôi thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà đấy là một cái mà nội ngợi ca cái di sản của về văn học của miền Nam. Vâng, thưa quý vị, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới phân tích cho chúng ta về những cái đặc điểm là của nền văn học nghệ thuật của miền Nam Việt Nam trước 1975, là ngay trong thời chiến thì tại miền Nam văn học nghệ thuật nó vẫn có cái nét gì rất là nhân bản, rất là ca tụng tình người, cũng như là mơ ước thanh bình và than oán thán về chiến tranh. Thì như anh chỉ ra là dưới cái không khí gọi là tự do sáng tác hay là tự do sáng tạo thì chúng ta có rất nhiều những cái tác phẩm của những nhà văn trong quân đội, hay là những bài thơ, những bài hát, những bộ phim để mà ca tụng người lính chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Và những cái tác phẩm này là hoàn toàn không có do chính quyền đặt ra là phải làm như vậy vì những cái mục đích tuyên truyền, mà là nó đến từ cái sự rung động từ trái tim, từ cảm xúc của những tác giả đó. Cho nên phải nói là những cái tác phẩm này nó mang một cái sắc thái rất là gần với đời sống, và cho nên như là anh chỉ ra là nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay và vẫn được thưởng thức bởi những người trong nước. Thì bây tôi giờ lấy ví dụ như bây giờ đó, đó là đâu có ai hát lại tiếng chảy trên sắc băm bo hoặc là dưới bóng cây cơ nia hoặc là dáng đứng bên cha của ông Nguyễn Văn Tý, hay là những cái gì chưa nói đến cái chuyện gọi là như thế Bác Hồ trong cái ngày vui khỉ gió gì đó chẳng hạn đó. Trong khi đó, đó là người ta vẫn nhìn những cái tác phẩm của những nhạc sĩ ở trong này. Thì đương nhiên là họ vẫn phải lọc, họ chặn cái này chặn cái kia một cái cách nó khá nhà quê, nó khá dễ dần, nhưng mà người dân thì họ vẫn hát. Và những cái người ca sĩ kiểu giống như là ông chữ Linh Tuấn Vũ thứ đó vẫn là gọi là big star của họ. Thế mình nhìn lại chẳng hạn như là cái bài mà kinh khủng là Chiều Chiến Phá Tam Giang, bài thơ của Tô Thúy Yên mà Trần Thiện Thanh, tức là ca sĩ Nhật Trường phổ nhạc, bài rất hay, Người Tình Không Chân Dung. Khi Tôi Về, thơ Kim Tuấn mà ông Phạm Duy viết trình nhạc chẳng hạn đó, hoặc là Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông. Đấy là những cái tác phẩm mà cho đến giờ này chúng ta nghe lại, cuộc chiến đã tàn rồi mà mình nghe lại mình vẫn cảm động. Thì tại vì nó không phải là sở dĩ nó xuất hiện vì cuộc chiến, vì một cái cuộc chém giết, mà nó xuất hiện là vì cái lòng người ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng là ngày nay đó, đó người dân ở trong nước đó, đó càng ngày càng thưởng thức nhiều hơn
không có nói là ai đúng ai sai nữa rồi. Thì họ cũng công nhận là tại vì cái gì làm cho họ rung động đó thì họ sống với cái đó. Và tôi cho rằng là đấy nó là một cái di sản. Mình không nói về chuyện kinh tế, chuyện chính trị nữa, mà nói chuyện cái đời sống thật. Thì tại vì những cái điều chúng ta viết trong Tự Do ở trong Nam đó, nó đi thẳng vào lòng người. Và vì vậy đó mà nó tồn tại được. Vâng, anh vừa mới nhắc đến một lô những cái tác phẩm của văn học nghệ thuật miền Nam Việt Nam trước 75, thì trong đó có bài thơ Chiều trên phá Tam Giang là theo thể thơ Tự Do của Tô Thúy Yên. Thì bài thơ này là nói về tình yêu cũng như là thân phận của con người trong thời chiến. Thì Bích Trâm nhớ là trong bài thơ này có một cái câu là Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ, rất là bất tận. Thì thưa quý vị, có lẽ là ít người trong chúng ta biết là cái bài thơ này nó kết thúc một cách rất là hụt hẫng bằng những câu như sau. Bích Trâm xin đọc lên. Chiều trên phá Tam Giang, có gã hề cuồng buông tiếng cười lạnh rợn, khiến bầy ác thú mà lịch sử sanh cầm cũng chợt hãi hùng, rớn rác ngó. Thì anh và quý vị có thể tưởng tượng là có bài thơ nào mà kết thúc một cách rất là lạ lùng như vậy. Rớn rác ngó là ba từ mà toàn là bằng vần chắc. Nghe nó rất là nôm na, nó không có chất thơ chút nào. Nhưng mà nó lột tả hết được cái sự tàn nhẫn, cái sự vô lý, cái sự hụt hẫng của chiến tranh, phải không ạ? Là vì chiến tranh thì làm sao mà có cái chất thơ trong đó cho được. Cái câu thơ cuối của Chiều trên phá Tam Giang đó, nhất là Tô Thúy Yên là một nhà thơ mà tôi kính trọng, tôi đánh giá là thuộc hạng nhất của miền Nam mình đấy. Ông là người Nam. Và chúng ta cũng để ý thêm một cái là sau cái đợt di cư đó, là văn học nghệ thuật, cách sáng tác của kể cả những cái tầng lớp di cư từ miền Bắc vào đến trong Nam nó hòa nhập là một. Và ngôn ngữ đó là nó gần gần với lại ngôn ngữ nói của miền Nam, nó càng ngày nó càng sống động. Và nó có những lúc nó cụt ngủ, nó hụt hẫng như vậy mà nó đầy ý nghĩa hết. Thành ra cái bài thơ đó như vậy. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà mình kiếm được một nghệ sĩ của miền Nam diễn tả được cái nỗi tri ân, cái niềm kỳ vọng của những cái người dân miền Nam đối với lại người lính đó, có thể rằng là trong một cái buổi sinh hoạt đặc biệt hôm nay đó, có thể rằng là mình tìm ra được cái đó để nhắc lại cái tình của người dân đối với lại những cái người lính lúc đó. Vâng, và thể theo lời yêu cầu của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa thì Bích Trâm xin giới thiệu với quý vị giọng ngâm khả ái của Hoàng Oanh, là một nghệ sĩ mà chúng ta quen thuộc từ trước 1975 qua một bài thơ mà vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa để tỏ cái lòng tri ân của chúng ta đến những người lính đã quên mình để mà vị quốc phong thân và bước vào cái chốn hụt hẫng mà nhà thơ Tô Thủy Yên đã miêu tả đó. Thưa quý vị, tác phẩm Chiến sĩ vô danh, Bích Trâm và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả với tác phẩm thật là cảm động này, và xin hẹn tái ngộ lần sau. Để xây lại mộ các anh hy sinh vì nước tuổi con xanh, sẽ khắc tường ánh ngồi thương tiếc, những người chiến sĩ chết về nhổ hết đám cỏ hoang, sắp lại mộ anh thật đàng hoàng. Áo xanh dày trần hình anh đó, tấm mộ bia buồn nghi thêm những
làm đẹp mộ anh. Thế mẹ ra hoa đỏ hoa vàng trồng thẳng lối, cờ vàng ba sọc đỏ của ta. An Lộc, Hạ Lào, tôi đến thăm, thắp những nén nhang chỗ anh nằm. Đã lâu, lâu lắm không người đến. Chắc anh hơn tôi đã bao năm. Còn những năm mồ sau chiến tranh, cải tạo rừng sâu quá cực hình. Tấm mộ bia buồn khắc dấu nơi đây an nghỉ lính.